đây là phim về một cây cột nằm giữa trung tâm vũ trụ bảo vệ con người khỏi bóng tối nhưng mà vì lý do nào đó mà bọn trẻ con có thể phá hủy nó thông điệp là đừng để con à <laughs> Video này được mang đến cho bạn bởi content lười và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập. Để chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Hãy xem phim và tự cảm nhận. Câu chuyện bắt đầu bằng một quả đồi vô cùng kỳ lạ, nơi có rất nhiều đứa trẻ đang vui chơi. Bỗng có vài đứa được gọi thông qua chiếc đồng hồ đeo tay, thứ hai là cái còng đúng hơn. Sau khi tiến vào một cơ sở kỳ quái nơi được điều khiển bởi những con quái vật đội lốt người từng đứa trẻ bị khóa vào ghế cỗ máy kích hoạt khiến chúng đau đớn một tia sáng khổng lồ phóng lên trời rồi bắn vào một tòa tháp tỉnh dậy khỏi cơn mơ jake có thể cảm thấy giường mình rung lắc dữ dội nhưng mà rõ ràng là không có ông chú nào của cậu đến mẹ jake gọi cậu xuống ăn sáng có vẻ như khắp nơi trên thế giới gần đây đều thường xuyên xảy ra hiện tượng động đất jake vừa xem bản tin vừa vẽ lại giấc mơ của mình không phải là vì cậu có khiếu nghệ thuật mà là cậu có vấn đề về tâm thần dựng vào mẹ của jake đều nghĩ vậy suốt một năm qua jake đã mơ về cái cơ sở kia rất nhiều lần và cũng đã vẽ rất nhiều bức về nơi đó kể cả ở trường cậu cũng vẽ có một thằng tự tiện lấy mất quyển vở của Jack thấy nó không chịu trả cậu biến nó thành bắt canh tức là múc nó luôn giáo viên phải tới ngăn và Jack thì được về nhà sớm cơ mà cậu vẫn chưa về vì phải ghé qua gặp bác sĩ tâm lý của mình cậu đưa cho ông các bức vẽ bảo rằng tòa tháp đen đang bị tấn công chính là nguyên do của các trận động đất gần đây bác sĩ tất nhiên là không tin tại vì giáo trình tâm lý học của ông hồi xưa chả có cái chương nào về tòa tháp đen cả ông bảo là tòa tháp đen là tượng trưng cho sự cô đơn sự chống trả trong trái tim khi bố cậu qua đời hoặc là một cái điều đô khổng lồ và cậu đang đến tuổi dậy thì cũng có thể trên đường trở về nhà, Jack bỗng nhìn thấy một người đàn ông trông nớt giống những con quái vật đội lốt người trong giấc mơ. Đã thế một người vô gia cư còn bảo là cậu đặc biệt tâm trí cậu có thể phá hủy thế giới. Chạy ngay đi trước khi sơn tùng bắt cậu đi quảng cáo xúc xích Pony. Jack nghe xong lao lên xe buýt về luôn. Trong căn hộ, dượng và mẹ Jack đang cãi nhau về chi phí điều trị của cậu. Đồng thời họ muốn Jack cuối tuần sẽ tới một bệnh viện chuyên điều trị cho những đứa trẻ gặp khó khăn ở ngoại ô, cơ bản là trại tâm thần. Ebro tôi sang đây đánh lên Minh chứ không phải để xem cậu ngắm mấy bức tranh. Cậu cũng nghĩ tôi điên à? Tất nhiên thế rồi. Nhờ ý tưởng đốt chim chó cho bác Ba là của ai không cuộc trò chuyện khiến jack nhớ về bố ông là lính cứu hỏa và đã hy sinh trong một vụ dò dỉ khí gas nhận ra bản thân cứ thế này thì cũng không ổn lắm jack gỡ mấy bức tranh xuống quyết định sẽ nghỉ chơi bộ môn phác thảo giấc mơ này jack đi ngủ mong sẽ được một đêm an giấc nhưng mà lỡ cái cò đây là Padik, người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Bạn thể khác của cường bảy núi tại vũ trụ này. Vì tại vì mỗi lần xuất hiện là kiểu đánh nhà cho anh. Sau khi xem ông ta thiêu cháy một người đàn ông khác, giấc mơ chuyển cảnh sang một cặp bố con Lucian Đây là những người bảo vệ tòa tháp đen, không phải vì họ là da đen mà do họ là những xạ thủ. Lucian bố bảo Lucian con là tòa tháp sẽ không sụp đổ nếu chúng ta không sụp đổ. Nhận thấy nguy hiểm, hai người rút súng. Tuy nhiên thì Padik xuất hiện, ngưng thổ. Chú ngôn của hắn dễ dàng on shot Lucien bố, còn người con thì lên nhiều kháng phép nên là không sao. Padik quay đi, bảo là bản update sau Lucian sẽ bị nép và lúc đấy thì trừ một trụ. Lucian con bắn một phát đạn nhưng bị tên kia đỡ bằng tay. Một ngôi nhà hiện ra trước khi Jack tỉnh dậy. Jack vẽ lại căn nhà. Nó có hòm thư kiểu Mỹ nên là cậu nghĩ mình sẽ tìm được nó. Jack kể với ông bạn nhưng mà cậu ta thà quan tâm đến bầu cử Ấn Độ còn hơn là chuyện của Jack. Biết là không thể dựa vào những người xung quanh, Jack đăng cá hình lên mạng cố tìm căn nhà. Cùng lúc đó, người của trại tâm thần đã tới. Jack phát hiện ra là chúng rất giống đám quái vật đội lốt người trong giấc mơ. Cậu kéo mẹ lên phòng riêng để giải thích nhưng bà không tin. Để ý máy tính thì thấy có người biết căn nhà nằm ở Bokli. Jack giả vờ lấy đồ nhưng mà thực chất là đi vào phòng tắm rồi cố trốn ra ngoài. Người của bệnh viện đuổi theo khiến mẹ Jack ngỡ ngàng. Sau một hồi parkour, Jack xuống được tầng 1, chạy qua đường tẩu thoát khỏi đám quái vật tới căn nhà có hòm thư. Jack tìm được cách vào trong, thấy một cánh cửa với giọng nói tự động bảo cậu là nhập điểm đến. Jack nhớ lấy con số cậu thường thấy trong giấc mơ, 1919. Nhập vào thì cụ máy thông báo đường tới trung giới đã mở. Đang định đi vào thì Jack bị con của sàn nhà phúc cơ tấn công. Jack dường như có sức mạnh gì đó đánh bật được nó ra. Cậu chạy qua cánh cổng, nó đưa cậu tới một vùng hoang vắng, đi mãi để cậu cũng tới được nơi trông như có người vừa đốt lửa lấy vội hộp nước bú lấy bú để lucien con hay còn gọi là roland chĩa súng vô đầu jack jack giải thích là mình đã mơ thấy anh ta rồi đưa ra bức vẽ ban đầu anh ta muốn đuổi jack về nhưng mà thông qua những bức vẽ của cậu anh nghĩ đây là manh mối để tìm tới nơi ở của pa đích, nên là cho jack đi theo nhưng mà mạng thằng nào thằng này giữ thôi đích đến đầu tiên là nơi có nhà tiên tri đọc được giấc mơ của jack cùng lúc đó pa đích nhận tin có kẻ lạ bước qua cánh cổng hắn tới căn nhà có hòm thư mỹ thu được chút máu của jack pa đích đem nó tới cho kẻ quản lý khu này lão già liếm một cái lại biết ngay kẻ xâm nhập là một bé Sota đồng thời có Sine rất tinh khiết tại trung giới Roland cùng Jack băng qua một khu rừng trong khi Jack suýt bị lũ người của Paddick bắt gặp thì Roland đi săn một con thỏ làm tí dã ngoại ẩm thực ăn xong thì Roland giải thích cho Jack về tòa tháp đen nó là trung tâm của mọi thế giới bảo vệ chúng khỏi sự xâm lăng của bóng tối và lũ quái vật mục tiêu của Paddick là đánh sập tòa tháp rồi cai trị cái thế giới mới toàn quái vật đó tối đó thì tòa tháp lại bị tấn công và gây ra một trận động đất việc xảy ra ở thế giới này sẽ vọng tới thế giới khác và đó là nguyên nhân gây ra những trận động đất tại thế giới của Jack thời chưa thể làm gì được nên là Roland khuyên Jack đi ngủ. Jack bị một tiếng nói đánh thức giữa đêm và dẫn đi gặp bố. Bố Jack rủ cậu về nhà. Jack chia tay mà không hề biết đó chỉ là ảo ảnh do một con quái vật tạo ra. Roland chạy đến bắn bố Jack, bắn quái vật, bắn luôn cả bố mình cho cẩn thận. Xử lý xong con quái, Roland giải thích là chúng chính là những thứ sẽ tới khi tòa nhà sụp đổ. Một con khác lại xuất hiện tấn công Roland. Anh lại bảo Jack chạy nhưng Jack cố dụ con quái đuổi theo mình. Vôn nhau một lúc lâu, đủ thời gian để Roland nhặt lại khẩu súng và bắn chết con quái. Trở lại trái đất, Padick tìm tới hai con quái đã từng tới nhà Jack lấy được địa chỉ, hắn dùng chuối ngôn bắt hai kẻ kia giết nhau. Con trai mất tích, mẹ của Jake và Dượng phải đi trình báo cảnh sát. Về đến nhà thì thấy Pa Dick đang làm beef bằng ớt chinsu. Dượng của Jake tức tới nỗi tắc cơ thở. Mẹ Jake nhận ra đây là người đàn ông trong những bức tranh của con trai thì thực kỳ sợ hãi. Khi bà biết Jake không hề bị điên thì cũng đã quá muộn. Bà không còn cơ hội để xin lỗi cậu nữa. Tại trung giới sáng hôm sau, Roland nhận thấy bản thân bị nét thật khi mà vết thương đàm quái gây ra không tự lành như mọi khi. Hai người tới ngôi làng và gặp được một nhà tiên tri. Nhà tiên tri giải thích cho Jake rằng Shine là sức mạnh tâm linh. Shin của jake rất mạnh mạnh hơn bất kỳ ai cô thấy trước đây nhờ đó mà cậu có thể nhìn xuyên qua thế giới nhà tiên tri bảo cậu cầm lấy cái driver này và đi giải cứu vũ trụ thứ ra là không cô bảo là jake tập trung và chia sẻ hình ảnh tâm trí cho cô nhà tiên tri thành công tìm ra căn cứ của paddick nằm ở vùng đất hoang phía bắc cách đây 6 tháng đi bộ roland muốn sử dụng cánh cổng tuy nhiên nó sẽ khiến ngôi làng này bị paddick phát hiện hơn nữa muốn tới chỗ paddick thì phải sử dụng một trong những cánh cổng từ căn cứ của hắn Jack tin rằng paddick có căn cứ tại new york ok thế là chốt điểm đến trong khi chờ năng lượng được sạc để mở cổng Roland cùng Jack đi ăn Hỏi Jack xem là trái đất có súng không Và đây là phim Mỹ, mọi thứ xảy ra trên đất Mỹ Nên là Roland sắp được tới thiên đường dân chủ Bỗng có người đi vào phản đối việc mở cổng Tại vì nó sẽ gây nguy hiểm cho làng Nhưng mà trưởng làng nhắc lại rằng không được cãi xạ thủ Tại vì họ là những người bảo vệ tòa tháp Mà dù nói thế thì cũng không đúng lắm Sau khi xem tâm trí của Roland, nhà tiên tri biết rằng Anh đã bị thù hận nuốt chửng anh giờ chỉ muốn trả thù ba đích anh đã làm ô uế danh hiệu xạ thủ tao biết bắn trước khi mà biết thở đấy thằng nhóc ngồi xuống Roland cho rằng thế giới này đã xong rồi và chống lại bóng tối là điều vô ích lúc này cái cánh cổng sắp được sạc xong nhưng mà tay sai của Paris tới chúng ngắt nguồn điện khiến cánh cổng chưa thể mở ra đồng thời cố bắt những đứa trẻ chẳng mấy chốc ngôi làng rơi vào hỗn loạn Paris theo dõi từ xa phát hiện ra Jack hắn ra lệnh tóm lấy cậu Jack bị một tên kéo ra khỏi làng Roland bật skill đặc biệt cảm nhận mọi âm thanh và tại đây thì không có nhiều vấn đề không được giải quyết bằng đạn cánh cổng đã được sạc lại Roland đưa Jake rời đi tránh gặp nguy hiểm làm vậy thì cũng sẽ kéo một lỗ tay sai rời khỏi làng hai người đi qua cánh cổng tới căn bếp của một nhà hàng đưa Roland tới bệnh viện Jack cố gọi về nhà nhưng không ai bắt máy theo kiểm tra thì ngoài nhiễm trùng vết thương viêm gan A ABE cùng nhiễm xạ mãn tính thì Roland vẫn ổn. Sau khi kiếm vài liều thuốc giảm đau và vitamin, Jack đưa Roland đi tìm thanh niên vô gia cư lần trước để bị nghĩ anh ta biết gì đó. Jack dùng năng lực xâm nhập vào tâm trí và tìm ra vài manh mối. Roland nhắc cậu cẩn thận để vì Padick có thể lần theo Shine. Padick lúc này đã tới chỗ ngôi làng, dùng chú ngôn ép nhà tiên tri nói ra vị trí của Jack rồi xử cô luôn. Ở bên đây, Jack về nhà thì thấy Dượng đã đi rồi. Cậu chạy về phòng mình nơi Padick để lại cho cậu cái icon mặt cười. Jack nhìn vào đó và có thể thấy những gì đã xảy ra. Padick đã xử mẹ cậu, Jack quằn quại, Jack đau đớn, Roland ôm cậu để cảm xúc không thoát ra và bị bà địch phát hiện. Đừng lo nhóc, chú sẽ xử Paдик và trả thù cho cả hai ta. Chú chỉ biết trả thù thôi à? Chú không xứng đáng làm xạ thủ. Ơi thằng chó tao đang ngủ mày mà. Jack chỉ ra vị trí căn cứ Paдик trên Google Map. Roland thì có hiểu bản đồ quái đâu nên là phải cố làm lành. Anh đưa cho Jack khẩu súng và dạy cậu tín điều của các xạ thủ. Xạ thủ không bắn bằng tay, xạ thủ bắn bằng tâm trí, xạ thủ không giết bằng súng, xạ thủ giết bằng tâm ý cho ninh cho vui tí thôi chứ xin của Jack mạnh bỏ sứ ra thì cậu dùng súng làm cái gì Roland thì cần súng thật nên là hai người phải đi mua đồ trước khi con bắt cuối không bị bị chửi là bán đậu tới một cửa hàng Roland rút súng ra đe dọa anh chủ tiệm để lấy đạn xong xuôi Jack vừa ra ngoài thì tiếng Padic vang lên cửa sắt đóng xuống hai người đã bị cô lập Jack bị vài kẻ đuổi theo còn Roland thì bị anh chủ tiệm cầm sắp lọ bắn anh ta bị điều khiển bởi Padic nhưng mà Padic còn không ở đây mà chỉ là ảo ảnh Roland bắn vào vai cho anh chủ tiệm ngục xuống Padic tuyên bố Roland sẽ không bao giờ đánh bại được hắn có đem theo ai thì kết cục cũng sẽ giống đám đồng đội cũ của anh Jack lúc này đã bị bắt lên xe cậu dùng sine cố đánh tiếng cho roland Jack bị đưa tới chỗ paddick kiểm tra sine thì hắn nhận ra Jack đúng là người hắn cần tìm với lượng sine này thì mình cậu là đủ để phá hủy tòa tháp cánh cổng được mở nhận thấy roland đã tìm được tới đây paddick vội kéo Jack qua cổng khóa cậu vào ghế để chuẩn bị quá trình phá hủy tòa tháp bên trái đất thì kẻ thù đang quá đông và nhiều súng máy nhưng mà cái danh xạ thủ có phải để trưng đâu roland hai tay hai súng với kỹ năng nạp đạn nhanh thì chiến trường chỉ là nơi anh farm grab anh thanh trừng toàn bộ kẻ địch xong bị lão cầm đầu khu này kéo ngã ra khỏi tòa nhà cắm đầu thẳng xuống một cái xe buýt đấm thêm mấy cái thì hắn quăng Roland ra ngoài thế giới lúc này rơi vào hỗn loạn tại vì thỏa tháp đã bị tấn công bởi năng lượng của Jake tên kia định tấn công Roland nhưng mà ăn thêm vài viên đạn rồi bị một chiếc xe ganh đi luôn Roland trở lại cánh cổng thứ mà Jack đang dùng hết sức để giữ nó mở thế là Padick phải quay lại trái đất để đánh nhau với Roland một bên chơi súng một bên chơi phép Roland có kỹ năng nạp đạn nhưng mà vẫn không đủ anh bị găm mảnh kính vào tay Padick thì lúc này đứng lại nhảy tạo cơ hội để Roland dùng răng rút mảnh kính ra anh bắn đạn nảy về phía Padick nhưng mà vẫn không ăn thua hắn lấy đạn đúng về phía anh rồi đè anh bằng đống đất đá jack đọc tín điều của xạ thủ thẳng vào não roland gọi anh dậy roland bắn ra hai viên đạn nảy viên đạn nảy đầu tiên nảy về phía panic viên đạn nảy thứ hai nảy vào viên đạn nảy vừa nảy khiến nó nề nảy, nảy vào tim panic hắn đứng đơ người bị roland cho thêm mấy viên và dẹo anh bắn xuyên qua cổng phá còng tay cho jack rồi phá luôn cỗ máy khiến cơ sở của panic phát nổ tôi khá chắc là toàn bộ lũ trẻ đầu phim sẽ chết hết nhưng mà thôi không sao tòa tháp đen vẫn an toàn Xiu xong việc thì Jack dẫn Roland đi ăn chó nóng. Paddick đã bị xử lý nhưng bóng tối thì vẫn còn đó. Roland rủ Jack đi theo support cho mình tại vì ở đây thì cậu cũng không còn gì, mất dượng, mất mẹ, mất mạng tại vì không còn ai đóng tiền wifi. Jake quyết định sẽ đồng hành cùng Roland. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong The Dark Tower. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.